trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi hả, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi, ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái then mà tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cha ông luôn cho rồng không? Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông đi, tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú Xanh chưa cúng, bà đem qua dặn bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Gì? Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi, vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì, chỉ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục cho đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... tâm. Ây cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá, bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng. Bà làm tôi thèm quá, bà làm ơn bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lạy chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị. Bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên. Hả? Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái dòng mà đi luôn như vậy mà sinh hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lựa cái nào đó. Lên lần cá thúng cho mà lựa. Cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển. Chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á, là hứa với bà thôi. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh ông, chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không nè, kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao không có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi, chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin.
súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó nha. Đó đó, cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè, thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá trời ơi. Nhưng mà chẳng lẽ ổng ổng gì mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha, sao ổng trườn xuống cái giường cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu, ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà dạt hết. Thấy không? Trời ơi, lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà không biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre cái rắc. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng gần tôi, bà đừng lấy cái khùng qua người tôi nè bà nội. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất lén, tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi, thấy không? Thấy tôi không, body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tấm lộ thiên, không có thằng nào rình. Sùng má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy mà không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Đúng không? Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành không lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Không có. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải, phải không? Phải, bị bả không à? Không phải. Nói thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở. Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối.
mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối rồi tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin xáo luôn. Trời ơi chết rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi bây giờ tôi bực mình. Đừng cào xấu vậy, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương xáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà anh em có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường đó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu để tôi. Rồi. Ê nó nghe hả? Cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La 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 la. Ông làm gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phù 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 mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa con gì vậy? Con gì mà kêu thấy ghê vậy trời? Trời ơi! Bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi! Toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền phải không? Trời ơi! Đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đâu ông nội. Trời đất ơi. Mấy chục năm mình nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi. Ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả, không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ, mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Vậy sao không chịu nổi, người khác là bỏ rồi đó chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Cái hộp chị màu vậy bà nội? Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè.
Chơi bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi, bà chơi nguyên cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Thì những bữa nay bả làm sao á? Về đứng cằn nhằn, cằn nhằn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống là thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có tào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà. Sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy. Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đây này. Anh từ cái xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. À, tôi ghét chứ không biết bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi tới cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. À, xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vì hơi tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không, không. Tôi phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải dẫn công.
Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này là ông nội. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đưa đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bỏ bài vậy? Tập thì tập cứ lặng hoài. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Tập phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Gì vậy? Cái bà tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bà tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, có thiền. Không để em đưa ra tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập 7 tập 3 không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Ủa cái gì? Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha, giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy? Lòi ra hâm ghê quá. Bà không ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Không bảo ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi, rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn là khốn nạn. Ây da, chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có ý á mày, lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Bảy ơi, trời ơi. Đánh không chưa, đánh không chưa. Con Nhiệp ơi, con Nhiệp tao Bảy Nhiệp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đừng chưa tiên chúng ở đâu. Trời ơi, rồi sao tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà tại đâu nào lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? À, trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sân sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Em ơi, nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi à, mọi chết. Ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà. Đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong. Có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét?
ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá hốt bao nhiêu năm mình đây? Còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Hả? Trời ơi, xôi cái mặt hả? Trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này, thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nào có gọi là cái gì đâu? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó, thế bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác người ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ nè. Có nè, có mấy người đây nè, ba mặt lời. Bây giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Tụi nó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Thôi mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời bà sai. Sai. Ông sai. Đánh. Ông sai. Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô, có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên đi vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi ấy cho. Cái gì vậy? Ừ, đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ chồng ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, tôi phần. À, tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loạn. Hả? Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loạn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loạn? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn a cái gì? Còn ai nói tôi lăng nhăng? Hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Chơi hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả?
thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có, tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Mày rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu. Móc. Rồi em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đội bạn có giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha, rát về cái này thông minh. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng là không tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói không nên lời cái đá hết gì đó chơi. Thôi, nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ, tôi nó là không thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Tôi hát bài cho mà. Bài gì? Nha, gọi là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bậy chị tam chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẻ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nội ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa? Hả? Nãy tôi chưa có mở vậy chưa có để vậy, có mở tôi cái à, giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ta làm siro uống mà đâu mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh sao? Ủa? Vậy? Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu là ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó. Là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì. Tôi sẵn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng lời nhiều chuyện sàm xí. Trời ơi, né luôn. Quả này nó né quá, như người ta. Quá, né hụt. Trời ơi, né hả mày? Dễ gì bắt né người ta. Né hả mày? Ây da, chụp được rồi. Ôi, ây da, né hụt. Né hụt. Ta đói quá. Có đói quá hả? Có gì ta ăn không? Rồi, kiếm cái gì ăn đi. Nhưng mà nhà tôi nghèo lắm, có máy tranh là đâu có cái gì đâu mà ăn. Trời ơi. Hay là quả cạp đất ăn đi. Trời, nghĩ sao vậy? Cái mỏ quả như vậy sao cạp đất được? Ta giới thiệu cho hai cái mỏ cạp được đất nè. Mỏ nào? Cái mỏ ông với mỏ Hoài Tâm á. Trời ơi. Ông nghĩ sao vậy? Cái mỏ tôi không có cạp được, mỏ Hoài Tâm với mỏ ông cộng lại là cạp nào banh cái đất này luôn á. Nhưng mà bây giờ đâu có cái gì đâu mà ăn. Ông có gì ăn nhà hả? Nhà tôi giờ chỉ... Trời ơi, giờ có gì ăn không? Cái gì vậy? Ê, thôi nghe.
Hồi xưa giờ người ta nói là người ăn chim, chưa bao giờ có chim ăn người nha. Cái gì vậy? Ôi, mất quá. Hả? Sao nó biết mất luôn ta? Trời ơi, nhìn mọng nước đi chứ trời ơi. Sao nó biết vậy? Thôi nghe, thôi nghe. Quá quá. Thôi, quá, tránh ra, tránh ra. Cái gì vậy? Đây, nãy giờ tao manh nghe là mấy cái khế này nè. Trời ơi, trời ơi, nó mọng nước mà nó vàng ươm à. Vậy sao nó khế đi, cái giòm nó cứ tưởng nó ăn mình không à. Trời ơi, nghĩ sao ăn ông vậy? Ôi, cái ngon quá. Qua. Sao? Đi qua đây, đi liền. Sao vậy? Không được, không được. Sao vậy? Gia tài tao có một cây khế à. Trời ơi, quả mà ăn hết khế tôi lấy gì tôi sống. Trời ơi, tao ăn có quả khế không mà làm gì sống không được. Cho tao ăn đi, tao đói quá rồi. Không, dứt khoát không. Trời, tao đói quá rồi. Không cho tao ăn á. Người ta nói quả mà chết trong nhà người nào á là nhà người đó hả, mạt ba đời luôn đó. Hả? Mạt ba đời? Đúng rồi. Ủa sao tao đời thứ năm tao vẫn còn mạt nè? Thì bỏ vậy. Ông cho tôi ăn là mạt luôn, hết kiếp nhà ông luôn á. Vậy hả? Nhưng mà quả nói sao, ăn một trái thôi hả? Ăn một trái, only one. Hứa rồi nha. Hứa. Khế ơi, chấp nhận mất một trái khế ơi. Quả only you. Ê, đừng có rung. Only you. Nhỏ quá, ăn không có đã. Trời ơi. Only you. Ăn không ơi. Ngon. Only you. Ăn trái này ngon nè. Gia tài của tôi. Thì cha đi, giờ đói quá rồi mà cứ khóc vậy rồi sao ta ăn được. Bởi vì thôi ta ăn lại. Trời ơi, khóc nó cũng ăn luôn rồi. Con này cũng quả, nó ác quá thì ác luôn. Trời ơi. Trời ơi, quả. Biểu coi, lại đây biểu. À là mày ăn đúng một trái thôi hả? Ăn đúng một trái thôi. Trời ơi, xong rồi con là trời ơi. Nó ơi. Trời ơi, tàn nát khế của tôi. Nè, nó nghe nè. Nó khóc kìa. Nó lượn ơi, nó rác kìa. Nè. Dân gian, loài quạ của ta có truyền thuyết là ăn một quả khế, trả một cục vàng, may tới ba gan, mang theo mà đừng quá. Mà đừng có xạo. Quá. Ê, quả mà xạo hơn người luôn nha mày. Cái chuyện đó là chuyện truyền thuyết, bây giờ làm gì có cái chuyện đó. Có thiệt nha. Có thiệt không? Có thiệt. Vàng đâu? Giờ không có. Chút xíu nữa mới có. Giờ không có. Ừ, chút xíu nữa. Đợi chút đi. Nó ăn vô, xong nó nói chút xíu. Thôi nghỉ, khỏi cần luôn, khỏi cần vàng luôn. Ủa sao vậy? Ê, mày nghĩ sao vậy? Mày ăn cho đã vô xong chút mày làm ra một bãi rồi bắt tao dọn dẹp vệ sinh nữa. Ông nội ơi, cái đó không phải. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi cho cái vàng đó vậy trời. Tôi cho thỏi vàng thiệt luôn. Vàng thiệt luôn hả? Vàng thiệt luôn. Ê, quả thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Vậy là tao giàu rồi phải không? Giàu rồi. Khỏi mày túi ba gan luôn. Túi này đựng vàng vậy là đủ giàu rồi. Ôi. Đây đúng là người đàn ông chân thật quý vị ơi. Tao nói mày túi ba gan ông mang cái bịch ni lông đi chợ về nè. Trời ơi dễ thương quá, thôi cất vô đi rồi tao đưa đi lấy vàng. Đi liền. Tao. Cái gì? Mới khen đâu cái té hèn à. Thứ gì mà nghe tới vàng cái nổi cái máu tham lên liền à. Từ từ đi. Biết cái nội quy chuyến bay chưa? Nội quy làm sao? Chích Covid chưa? À chích rồi, chích 4 mũi luôn. Trời ơi chích như 4 mũi vậy ông nội? Không phải, sợ chết lắm. Ba mũi Covid với mũi blue luôn, làm luôn. Ờ vậy hả? Chết luôn hết rồi hả? Hết rồi. Thôi được rồi, ngồi đó đi. À ngồi. Nghe rồi đó, vàng cái lanh danh liền à. Vàng mà ai không khoái. Ứ gì tham lam cái ớn luôn à. Mới khen nó cái trở mặt liền à. Quả hãng hàng không Chim Quà Airlines xin kính chào quý khách. Để đảm bảo cho chuyến bay được an toàn, xin quý khách thực hiện những nội quy như sau. Không được hút thuốc trên máy bay vì khi tàn lửa rớt xuống có thể làm cháy lông chim dẫn đến bỏng chim. Trên chuyến bay yêu cầu tắt điện thoại, tuyệt đối không được để chế độ rung vì khi chế độ rung có thể làm chim co giật và rung liên hồi. Trong chuyến bay yêu cầu quý khách không được để ý quan sát những loài chim xung quanh, nhất là chim đực. Vì khi như vậy, chim cái có thể mê trai hủy chuyến bay. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị không được dạch lông chim để tìm lộ thoát hiểm.
Nếu trong chuyến bay có điều gì bất cấp xảy ra, quý khách không cần lấy áo phao hay mặt nạ túi dưỡng khí, chỉ cần lấy mặt nạ đắp dưỡng da cho thiệt đẹp để về chầu ông bà ông già. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng cho chuyến bay hãng hàng không Chim Quạ Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay xa thật thanh thản. Bon. Khách đâu rồi? Ủa khách đi đâu rồi khách ơi? Nó đi công chuyện rồi. Ôi khách ơi ra đây đi khách. Trời ơi nghĩ sao vậy? Trời ơi, chưa... Cái gì đâu vậy? Chưa bay mà gặp ông bà ông giải rồi chúc chuyến đi xa thanh thản. Trời ông nội tao cũng không dám đi nữa. Tao nói giỡn chơi vậy thôi chứ tao bay mấy chuyến nào cũng an toàn hết trơn à. Thiệt không? Thiệt. Vậy đi liền đó. Trời ơi đi liền đi. Ừ. Leo lên hả? Ừ, leo lên. Giáp xuống. Cái gì vậy? Ta đã nói rồi không có được sử dụng cái điện thoại mà tại sao lên đây rung mà bóp cổ tao ngợp thở rồi sao tao bay? Không phải điện thoại rung mà tôi rung, sợ chết. Trời ơi, ông nội ơi, ông sợ chết, ông bay làm chi thôi, ông leo lên đi. Leo lên đi. Leo lên hả? Leo lên ngược, hả? Ông ngồi ngược lại để khỏi bóp cổ tôi chết ngắt giữa đường nè. Vậy đó hả? Rồi, nắm cho tôi cho chặt nha. Rồi. Nha, mà đừng có sợ nha, bình tĩnh nè, để tôi bay nè. Rồi, bay nè. đi. Đó, bay. Ôi, mày. Đó, thấy không? Bay nó bay qua mặt tôi. Bay không? Ơi, nó bay qua mặt. Bay nó nhẹ nhàng vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Gió, có chuyến bay nào mà bay nhẹ nhàng như vậy không trời. Trời lạng. Trời ơi. Không nhận bay đã thì. Đó thấy không? Bay nhẹ không? Nhẹ quá. Bay nhẹ. Ủa sao ông bay với tôi ông nội? Nó đang bay đây. Trời ơi, ông tỉnh mộng giùm tôi cái đi. Cái thứ gì người ta bay nãy giờ không có bay chung gì hết trơn rồi để ta bay mình ta lạc lõng quá à. Đứa nào chơi mất dạy vậy bay? Tôi á. Hả? Trời bay mà không có hợp, không có tác hợp gì trơn sao bay được. Chứ giờ sao? Leo lên chuyến bay. Ngồi ngược lại. Rồi thôi đi vậy đi, cho anh chắc an toàn đi. Vậy đi. Rồi. Bye. Tới rồi. Bịch. Hả? Rớt cái gì vậy? Máy bay ta vừa đáp cánh đó. Trời ơi, nó đáp tưởng mà rớt cái gì không? Ủa tới chưa? Tới rồi. Đảo đâu? Thì đây nè. Đảo nè. Đây hả? Ừ. Ủa nhà tới bên đường. Băng qua đây vùng binh. Ủa rồi đảo đâu? Thì đảo vòng là tới đó. Trời ơi. Cho con quỷ quạ này không giết nó không được rồi. Hồi nãy ông nói tao đi bộ quá. Cho bắt nó lên chứ. Rồi tim nó muốn rụng luôn à. Tao làm gì cho nó kịch tính đó mà. Phải không? Rồi tới đảo. Ủa, vàng rồi đó. Vàng đâu? Trời ơi đâu phải muốn lấy vàng là dễ đâu. Phải từ từ. Sao? Phải gặp chúa đảo mới lấy được vàng. Hả? Có chúa đảo luôn hả? Có chúa đảo luôn. Chắc chúa đảo ghê lắm, một mắt một giò đúng không? Không có, bà chúa đảo này dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Bà chúa đảo ơi, có khách? Không có ở nhà, đi về cái sân rồi. Hả? Bà chúa đảo ơi, có trai đẹp đơn. Ra liền. Trời ơi. Lên lóc nhà là bắt quả già. Lên đánh em ơi, lên. Lên nóc nhà là bắt quả già. Lên nóc nhà là bắt quả già. Trời ơi, tôi sắp leo lên tới nóc nhà, tôi bắt được quả già là cái nó tắt nhạc cho tôi tuột mút luôn. Thiệt tình vậy đó hả? Ai đây? Ủa ai vậy? Ta xin tự giới thiệu, ta là bà Cố Quạ. Ngươi là ai? Dạ con là con cháu của bà chú Quạ nè. Gì? Mày là con Quạ? Đúng rồi, ta là con Quạ. Trời sao nó như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con Quạ gì ta không có tin. Ngươi là con Quạ hả? Đúng rồi, ta là con Quạ nè. Mày làm gì vậy? Dạ con phải bay gì cho nó biết là loài Quạ. Tao thấy ông giống Quạ, giống chim cánh cụt á. Làm vậy chi cho mệt vậy con? Dạ. Trời đất ơi, đây nè, đâu làm gì đâu. Dạ. Đó, đây nè, đó cánh nè, đó lông nè, đó nhìn nè, đó nhìn là biết bà quạ già rồi, thấy chưa? À. Dạ. Mày là quạ nào? Dạ, con là quạ con cháu nè. Trời ơi, dòng họ nhà tôi một bầy quạ.
mỗi một ngày nó đẻ ra một bầy. Trời ơi, 2000 năm nay biết bao nhiêu con, biết con nào là con nào. Trời ơi, là trời, nguyên cái tuổi thanh xuân của em đó mấy anh mấy chị, là em ở nhà em ấp trứng không đó. Thôi, ê bà chú Hòa, bà chú Hòa. À, mày là con Hòa ngu đúng không? Dạ đúng rồi, con là con Hòa ngu nè. À, mày tới làm gì vậy? Dạ con tới đây con xin vàng. Mày ăn khế của người ta nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ăn khế trả vàng. Ăn khế trả vàng? Dạ. Thì cái đám cháu của tụi nó bay khắp nơi, cái nó ăn khế, mỗi lần nó ăn cái nó ăn khế trả vàng, ăn khế trả vàng, mấy túi ba ghen mang theo mà đường. Chúng là đề hốt cái trơn vàng, không còn cục nào hết trơn trời. Giờ tao còn cái hầm kìa, mày kêu xe tới mày hút luôn đi. Thôi không quể. Dạ. Trời ơi, bay đi ăn vàng, ăn vàng. Dạ trời. Bà đã nói rồi, chừng nào đứa nào có chồng có vợ mới có của hồi môn, hiểu chưa? Rồi con không thể nào lấy chồng được. Mày kiếm ai mày lấy đại đi, mày lấy này nè. Hả? Con người sao lấy? Hả? Muốn có vàng đúng không? Đúng rồi. Vậy cưới cháu của bà đi rồi bà cho vàng. Thôi không được đâu. Tự nhiên người đi cưới thú. Trời ơi, tình người kiếp thú dễ thương lắm. Cái gì? Hả? Mà không được. Lỡ đám cưới rồi cái ngày đám cưới cái ca sĩ lên hát. Bây giờ hát tiếng người thì quả không nghe được, mà hát tiếng quả người đâu nghe được. Thì hát song ngữ con. Có không? Ừ. Mày thích bài gì mày hát đại đi, tao làm cho coi nè. Phải không? Hả? Thử nha. Ừ. Em ơi có bao nhiêu? Quá 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 quá. 20 năm đầu. Quá 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 quá. 20 năm sau. Quá 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 quá. Trời ơi, nghe quả hát xong muốn quạo luôn vậy đó trời. Ta nói rồi, có vợ có chồng ta mới cho của, nghe chưa? Dạ. Kìa, mỏi ghê. Ha, bị gì vậy? Điện thoại. Trời, quả cũng có điện thoại nữa hả? Có, điện thoại cảm ứng. Ồ, alo, anh tới rồi hả? Ừ, vô đi anh. Trời ơi, à, có mày tôi 6000 không? Vô đi, vô đây đi anh. Trời ơi, anh tặng quà cho em hả? Để em coi cái gì nha anh. Cái gì vậy, lấy ra cho em đi anh. Ôi cái gì trắng trắng dễ thương quá vậy. Ôi, ôi trời đất ơi. Hả? Trời ơi. Mái dũa ai treo. Trời sao em thích, em thích quá trời à. Ôi, mỗi ngày em sẽ dũa móng nè ha. Xong rồi cái em dũa nanh. Em thấy ai tánh mà cạch giỡn á, em dũa luôn cái tánh. Em thích lắm trời. Còn gì nữa không anh? Wow, trời ơi, cái này là làm mịn móng nè. Còn cái này làm bóng bóng đúng không anh? Trời em thích ai treo quá. Hai anh có mai túi 6000 chưa? Đi theo em, vô đây lấy vàng. Đi nào, trời ơi, ai treo, ai treo. Ta nói bởi vậy hả? Ta nói cái đảo này mất hết vàng là do bà chú Hoài tôi đó. Bà mê trai lắm, có trai nữa là bà cho vàng hết trơn. Con cháu đâu lấy được cái gì của bà đâu. Bỏ gì thiệt tình luôn á. Rồi, vàng đâu trả tôi. Ôi. Hả? Thì từ từ có liền nè. Yên tâm đi. Ai có vàng không? Hả? Cái gì vậy? Vàng không? Hả? Có ai mua vàng không? Chào chị. Gì? Chị bán vàng hả? Chị bán vàng gì vậy? Chị giới thiệu với em đi. Vàng 24 mua không? À 24 cao giá lắm em mua được. Chị có vàng gì thấp thấp hơn không? Thì tao có vàng 18, 14. Mày muốn vàng mười mấy? Dạ em muốn vàng 15 không gram tường tiên đá cú. Ra tao biểu nè. Dạ. Nè, đi qua góc bên kia kìa, cái vàng karaoke kìa. Mua ngay nghe không? Nếu không mua được cái vàng karaoke á, dở về đây mày có tin tao cắt hai cái chân mày luôn đi không hả? Quả ơi, mày nghẹo chứ nghẹo hoài vậy. Dạ. Ngu. Dạ dạ. Wow. Dạ chị ơi chị. Em vẫn chơi chị thôi. Chứ thật sự em không có tiền mua vàng. Chị có bán hột sàn không? Quả nó nặng. Quả này nó lạ lùng á, khác người ghê vậy đó. Dạ. Mua vàng thì không có tiền mà mua hột sàn. Hột sàn thì chị đầy. Vậy em hả? Muốn mua mấy ly? Dạ chị cho em 3 ly sinh tố bơ đi. Gì mày? Để em viết nó cho chị. Trời mày ngu quá quả ơi. Tao mà không bóp cổ bà viết mày rồi đó. Rồi em viết nó rồi đó chị. Dạ chị, em giỡn chơi. Em giỡn mày chơi đó nha mày. Dạ. Mày hên là tao bán vàng chứ tếu mà tao mà bán hòm á nha. Là chị sao? Cho mày vô hòm luôn chứ chị.
Còn nếu chị bán đất thì sao? Bà chôn mày luôn. Còn nếu chị bán lựu đạn thì sao? Tao nổ banh xác mày. Trời ơi, cái xác mà nó banh ra mà đi gom từng cái miếng vụn xác rồi gớm lắm luôn á. Không biết hả? Dạ. Qua bỏ đi. Hả? Tao ướt quần rồi. Cái gì mà nhát vậy, đi qua chỗ kia đứng đi, để tôi qua tôi nói chuyện với chị nè. Chị bán vàng, em vẫn chơi với chị thôi, chứ thật ra hôm nay em dắt mối dẫn khách lại cho chị. Rồi cái anh này ảnh mua vàng mà ảnh hiền lành, mà ảnh chân chất, mà ảnh thật thà, mà bị cái anh xấu quá à. Xấu quá. Dạ. Chị thích. Hả? Trời, cái gu chị lạ lùng quá vậy. Cái gu độc quá vậy. Mà chị biết không, ảnh xấu mà ảnh còn nghèo nữa chị. Người ta nghèo là nghèo rớt mồng tơi, ảnh là không có cái mồng cái tơi để mà rớt luôn. Ủa chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Nghèo rớt mồng tơi lấy gì tiền đâu mua vàng mày? À, không, ảnh vẫn mua được, tại vì ảnh xấu không, ảnh là ảnh vẫn mua được cái chị. Chị em nói chị nghe nè. Chị ảnh nghèo đó, chị bán giá vốn cho ảnh nha, đừng lấy lời nha. Nha. Mà lúc chị bán xong chị nhớ chia cho em 20% tiền hoa hồng nha. Chị kiếm gì vậy chị? Kiếm súng. Hả? Thôi chị để em thối lại 20% ngược lại cho chị nha. Trời ơi, sợ quá. Trời quá. Hả? Mày ghẹo chi vậy? Bây giờ tao không dám gặp bả luôn á. Tao không dám tới gần luôn á. Vô gặp đi. Về. Đứng lại. Đi lại đây. Đứng lại kìa. Đứa nào không có phận sự đi ra chỗ khác. Đi không tôi không có phận sự, tôi đi à. Ở đây luôn đi. Không, tôi đi. Thôi mà. Ông vô đi. Trời ơi. Nè. Bỏ tiền. Bỏ rồi. Tao nói mày bỏ ra. Rồi bỏ hết rồi. Mày quay ra đây trình tao nè. Quay rồi. Chờ quay lưng là sao? Giang. Bông. Anh đi. Bông. Ô chàng đã được đặt cạnh nàng như lời xưa hẹn ước. Anh. Hả? Sao nhạc đang buồn mà anh vui dữ vậy? Đâu có vui. Anh đang kiếm cái gì anh chọi chết bà ăn quà này không? Trời ơi, người ta đang lãng mạn làm lắng xẹt à. Anh ơi. Muôn thú là loài mình phải yêu thương, mình phải nâng niu chiều chuộng, bảo vệ nó. Anh để cho em nha. Đùng. Cái gì vậy? Em bắn chỉ thiên thôi. Cảnh cáo á hả? Ừ. Hết hồn. Chị cảnh cáo thôi mà chết chim bạn em luôn nè chị. Thấy không? Anh chết mà chết không có thiên đó, anh còn kêu chết oan. Chết oan, thấy không? Mày có tin là chút này mày cũng nói hai câu đó luôn không? Không có. Em nghe lại rồi anh kêu bé ngoan. Bé ngoan. Trời ơi. Giang. Bóng. Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp lại em. Bao nhiêu năm anh đi đâu mất tiêu à. Em tìm anh gần chết luôn vậy á. Thì cha mẹ em ngăn cấm, xong rồi hẹn nhau ngoài bờ đê đó để bỏ nhà đi. Anh ra đó 2 năm trời mà em không ra, cái anh làm cái liều nào đó thêm cả chục năm ở đó nữa. Lều của anh là cái lều bên góc kia mà sập sệ vậy đó hả? Đó đó. Vậy sao anh không qua mua vàng của em? Trời ơi, sốc ghê không? Rồi cái lều sập sệ không có ăn đi mua vàng. Nhưng mà sao anh không tìm em mà không chịu? Có hôm đó là anh coi như là dùng hết can đảm đi qua gặp em. Anh vừa mới thò chân xuống đường. Rồi có thằng khốn nạn nào nó chạy chiếc xe lam màu vàng, nó cán ngang gãy lìa cái chân anh luôn. Hả? Chiếc xe lam màu vàng? Đúng rồi. Xe của ba em. Trời, ba em á hả? Trời, hoàng gia quá. Xong đó mấy tháng trời nằm bệnh viện, anh lành được cái chân rồi. Anh quyết định qua gặp em nữa. Anh thò cái chân xuống đường. Có hai con mệt rê đó, cái ra cắn muốn lọi tay anh luôn à. Hả? Hai con mệt rê? Đúng rồi. Chó em nuôi á. Cũng có em luôn. Sao mỗi lần anh tới với em là toàn là tai họa không à. Tội nghiệp anh ơi. Quá à. Thôi anh yên tâm đi, em sẽ dùng hết cuộc đời của em để lo cho anh. Vàng của em sẽ là vàng của anh. Anh không cần vàng. Ngu dữ mày. Dạ. Vàng mà không cần cần gì, không lẽ cặp đất ăn. Không có, ý đó là anh cần em thôi là đủ rồi. Nói vậy được. Trời ơi, mừng quá. Thôi mình đi đi anh. Đi đâu? Đi động phòng. Đi động phòng. Ừ. Trời, bứng rồi. Đi anh ơi, đi liền. Đi. Ủa chị ơi, chị đi đâu vậy? Trời ơi, chị đi động phòng em. Trời ơi, chị ơi, chị quyết định có vội vã quá không? Cái gì mà vội vã, 20 năm chờ đợi rồi, chị phải bung xõa thôi. Trời ơi, đây,
chìa khóa phòng khách sạn đây em mới mướn cho chị đó. Chị cầm chị đi liền đi. Trời ơi, không đi người ta tính thêm tiền. Đi lẻ đi chị. Em. Đi anh ơi, đi em đi. Trời, nôn quá, nôn quá. Mấy chục năm rồi. Trời ơi, đã quá. Cuối cùng chàng trai cũng đã lấy được vàng. Không những lấy được vàng mà lấy được cái ngàn vàng. Cuộc sống họ thật là hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc thiệt là có hậu. Trời ơi, ai bắn tôi vậy trời, ai bắn vậy? Chị bắn súng ăn mừng đó em. Trời ơi, chị bắn súng ăn mừng làm hết rồi mà. Em ơi, sao em bắn có bông như người anh vậy? Mỗi lần tới với em toàn là tai họa không à. Nhưng mà không sao, anh vượt qua hết, đến với em là được rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió và tai nạn, khó khăn, cuối cùng họ vẫn bên nhau mãi mãi. Câu chuyện thật là có hậu. Trời ơi, không có hậu đâu. Nó không có chịu lấy vàng. Nó đòi nướng bà nè con ơi. Ôi, quay đã luôn đi. Thứ bên trai à. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Chào mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con này bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống ngoài này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó cứ nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mày ấy trống rộng đi ơi. Còn nãy ông đi qua nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà, con gọi ma. Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn, mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà. Nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè. Chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, mà bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phố pháp như thế chắc là bà sống nhân đức lắm, rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền bóng hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là coi chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dâng giang mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi.
ấy thì không khiếu bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này: chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tà tơi. Không lẽ bà thấy con tà tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới cúng chùa 10 đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này: dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho 9 cái chùa rồi. Làm ơn ngửa tay. Tao mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi, bảo Katina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn sao? Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè, lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót. Thế bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự mấy thằng làm biến danh dự gì. Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Trời ơi, thích phí của hồn như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của: đem cho bà phải tươi cười lên. Bà cho như thế ai mà lấy, con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, tao cười. Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Thôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tí. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gấp. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đây, con phải lựa. Độc ạ. Cái tay con nó đau quá gấp. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt phải nâng tay què mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Cái này con để mày, bên túi bên này đi. Gớm bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa, lâu quá đi. Hả? Gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày què giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. À, bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời, mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi, nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa, ừ. Chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi, ừ.
Cái giỏ Gucci 3.500 đây. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm hai vợ chồng mình mua hai cái vé VIP 600 coi vô tư. Ừ. Ừ, ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàn á. Vâng, vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lại lẹ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào. Ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy. Ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết lết rồi vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho dai mới cao. Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho dai 1.000 á là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi, bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Hơ. Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con, rồi con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán thì mình ăn cướp đến lúc nào. Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt với mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nữa, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này, tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao như quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hầu cá, tao cho cá ăn. Không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó. Tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Mày hồi làm sao tao chịu nó được mày? Ôi. Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi hay sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá đâu biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quất quất quất, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sao mày đi ăn cướp làm chi vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bảnh trai thì bảnh trai chứ. Con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn. Làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho dai lời cắt cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này, vậy? Con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời cắt cổ giống ăn cướp thôi à? Đúng vậy,
Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Thật ra cửa chùa nè, lúc nào cũng rộng mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa tao cúng 5 phần. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn thì 5 đồng phải sao? Gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mua giấy gì đó, khăn giấy tao lau lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Con tìm tiền con thối cho bà. Lẹ lẹ đi tôi về. Gớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nó đi. Gớm mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà băng đi. Ông, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột, đấy bà hiểu không? Ê, nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá, thôi thì tao lại đi. Thằng này nó kiếp trước nó câm, sao kiếp mày nói quá trời quá đất vậy mày đấy. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài. Đây đây con gửi lại bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện 1 đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày nào tốn chút xíu nước miếng mày kiếm 20. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá bà tính đổi nghề ăn mày gì. Đúng mà tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này. Làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho. Không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà chỉ. Nhưng mà đi. Bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử, hả? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao đi. Có thiếu ăn mày không chứ gớm. Nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho 1 đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không?
mặt mày chai quá, mày cảm động cái gì? Xong rồi nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát chứ ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này. Nằm này này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái giọng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Nằm sao? Này ông đi qua. Này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu hơi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này. Thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nhớ 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Ôi trời ơi, 200 đô, một tháng 6 ngàn, không có vốn, không đóng thuế luôn. Ôi trời ơi, được, từ nay tao theo mày, tao học, tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế. Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Con truyền nghề cho bà. Bà dáng bà vật vờ vật vưởng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% dồn đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á, cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đít lợi vậy hà. Ba. Vậy? Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ? Bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây, đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gớm, hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi, bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ què ai cái giò. Mày nói thiệt nghe ớn ơi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày mà tại sao mày đòi tao 10 đồng, mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi nguyên đây tắc. Đây, lần nguyên sau rồi đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn cho bà nhé. Tao nói mày nghe, hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi chứ mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn, năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nói chơi với mày, tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Vạn sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi.